có khí nén á, nó làm nổ luôn cái kiến luôn. Cái chai xịt mũi nó có quá chất, bây giờ nó vẫn chăm khó hơn người ta. Cái mặt nó bị nặng với cái mặt hả? Dạ. Sao nghe nổ một cái mới chạy lên. Nổ cái bình xịt đó. Dạ không, nổ cái kiến. Tại cái nó xuất nén á. Nó trong kính á, nó nổ cái kiến. Trời ơi. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho Tâm Ngọc và em Quốc cũng xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước ạ. Xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị mọi người được nhiều sức khỏe ạ. Hôm nay là tụi em đến bệnh viện Nhi của Nhi Đồng của Đồng Nai là thăm cái hoàn cảnh của gia đình em Quách. Có một đứa con nhỏ mà nó 6 tuổi. Nó 6 tuổi không may nó bị phỏng. Phỏng gì con? Dạ phỏng chai xịt mũi. Xịt mũi mà phỏng hả? Dạ nó đốt quá. Rồi rồi cái đó cũng có gan đó. Dạ nó bây giờ nó đang cái đó nó mới bị nhiễm trùng, dễ bị nhiễm trùng, nó là có chất cái thuốc á. Quá chất nên chứ. Dạ. Thì cũng thưa với quý nhà hảo tâm, ông bà cô chú, đúng ra là tụi em phải đi vô bệnh viện để ghi hình thực tế cho bà con xem để hiểu rõ hoàn cảnh hơn. Nhưng mà mong bà, quý ông bà và quý nhà hảo tâm cũng thông cảm, tại vì cái quy định của bệnh viện là bé giờ đang bị phỏng nên không có cho tụi em vô, sợ bé bị nhiễm trùng á. Thì đang nằm phòng đặc biệt, đâu có vô được, phỏng rồi nó dễ nhiễm trùng lắm. Vậy Phong ơi, vậy thôi Phong hỏi thăm hoàn cảnh đi để quý ông bà cô chú hiểu thêm về hoàn cảnh và thương hoàn cảnh. Để rồi thôi mời anh vô trong để mình trò chuyện ha. Dạ. Ông bà cô bác xem chương trình của kênh YouTube Phong Nguyễn Thương Phong Thương Phong, chúng ta có like đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh nha. Chúc ông bà cô bác luôn nhiều sức khỏe. Đứng ở ngoài quay vô không được. Nằm trên lầu hả? Dạ nằm trên lầu đó, mà vô trong phòng đặc biệt nữa. Phòng đặc biệt của phòng. Không mà vô bên trong. Thì ông bà cô bác cũng biết rồi, bây giờ là chính sách của bệnh viện là không có cho quay phim chụp hình ở trong bệnh viện. Với bệnh viện cạnh đó thì bé nó đang bị nhiễm trùng rất là nặng. Thì anh tên gì, bao nhiêu tuổi vậy anh? Dạ em tên là Bùi Quốc Thái, nay 35 tuổi. Anh Thái 35 tuổi. Thì anh quê ở đâu đựng? Dạ Long Thành. Long Thành, Đồng Nai. Long Thành, Đồng Nai ha. Dạ. Bé nó bị như thế nào vậy? Dạ thì trong mì chuẩn lúc còn 10 phút nữa đi học thì em vô trong phòng thay đồ. Thì em thấy cái chai xịt kiếm á, xịt kiến á. Xịt mới kiến nghịch xịt trong cái phòng thì thay đồ nó kín. Thì lúc xịt xong rồi lấy quẹt ra nó nghịch. Nó đốt rồi sao nó cháy vực vô người nó. Thì lúc đó nó cũng có ra. Dạ. Bà con mình cũng cẩn thận với mấy đứa nhỏ, nhiều khi nó không biết cái tật xịt kiếm là không cháy. Dạ. Nó rất là nguy hiểm. Dạ. Cái lửa là nó sinh vật lên liền. Nó cháy nó có khí nén á, nó làm nổ luôn cái kiến luôn. Nổ luôn hả? Dạ. Rồi em nó bị phỏng sao? Dạ là cái mặt. Bác sĩ có xác định bao nhiêu phần trăm không? Dạ lúc đầu là 35%, bây giờ là em cũng khô được còn 25%. Không, lúc đầu đó là 35%. Dạ 35% là nặng đó. Dạ. Nhưng mà em lại bị vướng vô cái chai xịt mũi, nó có quá chất, bây giờ nó vẫn chăm khó hơn người ta. Đúng rồi, cái quá chất nó hại da mình. Rồi không lẽ nằm bệnh viện rồi tốn hết bao nhiêu tiền rồi? Dạ cũng hết 20 mấy triệu rồi. Mình có được bảo hiểm không? Dạ có. Có bảo hiểm luôn hả? Dạ tại vì cái đó thì bảo hiểm thì vẫn nằm phòng đó, cũng có thuốc của bệnh viện, nhưng mà phần lớn cũng có mua ở ngoài nhiều. Rồi cái bệnh phòng dạ. Này với mấy cái bệnh ấy là phải mua thuốc đắt tiền không ạ? Dạ. Mà mấy cái đó danh mục bảo hiểm mình không có hỗ trợ. Nhưng mà giờ nó tỉnh không? Dạ tỉnh. Nó cái mặt nó bị nặng với cái mặt hả? Dạ. Biến dạng không, bây giờ nó tại nó còn bé. Dạ cái mặt á thì vẫn kéo da lại được, như là vẫn nó vẫn nuôi da thì từ nó mọc da ra được. Còn tay với lại bụng á thì nó hơi sâu, nó có cái hóa chất nó cũng hơi, dạ. hơi khó xử lý cho bác sĩ. Rồi em đi làm gì? Dạ em đi làm hồ. Làm hồ á? Dạ. Thở hả, làm sao? Phụ hả? Dạ. Rồi con bệnh gì là nghỉ làm? Dạ.
tại vì còn còn bé nhỏ ở nhà nữa, ở nhà chăm. Giờ em phải ở đây lo. Dạ. Bác sĩ có nói khả năng bình phục nó bao lâu không? Dạ chắc ông hồi qua mới hỏi thì giờ chưa biết được, thì em cứ giờ cho cháu nằm bao nhiêu giờ chưa biết. Giờ ta nằm ta nuôi da gì dạ. Nào tại vì nó không phải như người ta, nó bị nó dễ bị nhiễm trùng, nó bị có chất kia nó dễ, nó lâu hơn người ta. Không có thăm hoàn cảnh. Cái lúc phát nổ vậy là ai là người phát hiện con anh? Dạ em. Ghế con. Ghế cho đỡ mỏi. Dạ. Rồi hôm bữa giờ điều trị cũng hết hai mấy triệu ha. Dạ. Rồi cái tình trạng bé bị vậy đó, anh có làm cái giấy xác nhận địa phương cho miễn giảm không? Dạ, hôm nay thì có địa phương vẫn có cho ít tiền để cũng xả đồ á, nguyên góp. Anh tại vì trong bệnh viện nào cũng có phòng công tác xã hội á. Dạ. Anh làm thêm cái giấy xác nhận á, nộp vô đó là người ta cũng cho mình ít triệu đó nữa. Dạ. Chứ điều trị cho nó đỡ chi phí. Dạ. Chị ở nhà có làm gì không anh? Dạ không, ở cả nhà coi còn con bé nhỏ nữa. À, ở nhà là coi bé nữa ha. Dạ. Dạ. Anh đi đi làm hộ. Dạ làm hộ. Hiện tại là bây giờ là anh phải nghỉ làm lo cho bé. Dạ. Ha. Dạ. À, cái đó là mình ở nhà hay là ở trọ? Không, ở nhà, nhà à. Của nông trường hồi xưa đã cấp á. À, cũng bên nông trường cấp. Dạ. Của anh làm bên cao su. À. Rồi bây giờ con anh bị vậy là cái tình hình bỏng là 35%. Dạ. Bây giờ là cái hướng điều trị như thế nào anh? Dạ bây giờ thì cứ nuôi da thôi, cứ hướng điều trị bây giờ chỉ có người ta chỉ cho mình chăm sóc nuôi da thôi. Ví dụ như người ta cần kêu mình mua cái gì ở ngoài thì người ta kêu mình mua. Còn ở trong ở đó nó có cái mức thuốc men của trong đó thì cũng bảo hiểm thì trong đó là riêng. Là đang có triệu chứng mà nhiễm trùng. Dạ. Cái thời gian điều trị á mình chưa xác định được. Dạ, dạ. Chưa xác định được, biết chừng nào. Bác sĩ có kêu là mình chuẩn bị là đóng thêm những cái khoản nào nữa không? Dạ thì mới ứng thôi, mới ứng đây thêm mấy triệu nữa thôi. Chứ chưa báo là sau này sẽ đóng bao nhiêu nữa không, chưa biết. À, rồi tiền bạc gia đình mình chuẩn bị cho bé như thế nào rồi anh? Dạ nói chung thì tới giờ thì có bao nhiêu thì lo cho bé bấy nhiêu thôi, chứ thì chưa biết con. Và bây giờ giống như là anh cũng cầu cứu cho mọi người quân hả? Dạ. Chung thì cầu xin mạnh thường quân như thế nào? Dạ nói chung thì không, nói chung thì giờ cũng khó khăn. Nói chung là nếu mà bên anh có cái lòng làm từ thiện thì em cũng xin mạnh thường quân giúp đỡ cho em được bao nhiêu thì em cảm ơn. Thì ừ, em đang khó khăn. Tình con nói vậy thôi. Dạ hình bây giờ hình thì có mấy bữa trước thì con có chụp trong điện thoại. Thì chỉ chụp lén thôi, chỉ có nuôi trong đó chỉ chụp lén thôi. Bác sĩ thì đâu có vô. Dạ. Với cái hoàn cảnh mình thì cô chú chưa tới nhà được, chưa biết nhà mình ở Long Thành đây là cũng gần đây phải không? Dạ. Thì để chắc khi nào bé nó được xuất viện về buổi ghé nhà thăm thử còn sao rồi, có ai hay khi con nuôi không? Dạ không, bây giờ con cứ nuôi 24/24 mà. Bà nội thì cũng có bà nội thì thứ bảy bà nội nghỉ thì bà nội lên chơi ít xíu rồi. Không vô quay được cũng đỡ không? Có Cổ đưa tiền nha. Sao không? Rồi bây giờ là
Bé bữa nay bé có đỡ chưa? Dạ cũng đỡ rồi. Nhưng mà cái này là bác sĩ có nói này điều trị lâu không hay là sao? Dạ giờ bác sĩ cũng chưa biết được bao lâu. Chưa biết được. Dạ nói chung cũng chưa chín lòng lắm. Nhưng mà bà con cũng biết nó bỏng rất là lâu luôn á. Dạ. Sự rồi hôm nay thì em cầu cứu cơn phong miễn là để giúp em có tiền trị bệnh hay là sao? Dạ nói chung thì bây giờ con cũng muốn là có giúp đỡ để con điều trị cho bé thôi. Lần qua con nằm nó nằm mấy ngày nay? Dạ, mấy ngày rồi? 15 ngày, 16 ngày. 15 ngày, 16 ngày rồi hả? Cũng hết số tiền khá khá rồi đúng không? Dạ. Có bảo hiểm đó không có? Có bảo hiểm. Rồi tiền đó là mình dành dùm, vợ chồng dành dùm có hay là của dạ, ai cho? Dạ, cũng có một phần, với lại cũng có xã nào cũng có cho một ít. Dạ. À, hỗ trợ. Thì anh giờ sao Phong? Thì Phong thấy... Thì hồi nãy thì nói đúng ra là... Nói tiếng không cho chứ Phong cũng đứng ngoài không quay được đoạn clip rồi đúng không? Đoạn khúc hình ảnh của bé rồi. Thì để cũng mong là bà con lên clip này đi rồi xem. Nếu mà có duyên thì cũng cho bé một xíu tình thương để bé khỏe, bé về. Chứ giờ không biết nói gì hơn, cũng mong bà con là thương cho bé nhỏ quá, cái sự hiểu biết nó không có đó. Rồi nên mới xảy ra nông nổi như vậy. Sao không? Cái dạ, vô mặt hả? Nó bật cầu quẹt, nó xịt trước rồi. Rồi sao nó không quẹt làm gì? Thì cái đó không biết giờ nó lúc nó trong phòng nó thay đồ. Lúc đó con đang nằm đằng sau, nghe nổ một cái mới chạy lên. Nổ cái bình xịt đó. Dạ không, nổ cái kiến. Tại cái nó xuất nén á. Nó trong kính á, nó nổ cái kiến. Trời ơi. Nó xịt cái nó phừng lên, nó cháy dạ, cái bình đó. Rồi cháy, táp cháy đồ á. Không có đó, cửa phòng mà mở thì nó đỡ. Dạ, rồi nó có la lên không hay dạ, tận nhà thấy? Dạ la, điếng lên. Lúc đó con mới vô, con giục cái cửa ra, mới cứu chạy ra tưới nước rồi lên người. Xong mới chuyển đi bệnh viện. Thì đây cũng là một cái sự việc để cảnh báo cho nhà mà có trẻ em. Nhiều khi mình phải lưu ý tới nhiều khi nít mà nó kêu bằng nó năng động rồi nó thấy nhiều khi người này người kia là nó làm, nên bà con cũng lưu ý giùm trẻ con một chút xíu. Cái này là việc mà ngoài ý muốn, nhưng mà con nít mà mình đâu có, mình không, nó làm những việc đó là mình không ngờ luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Không ngờ luôn. Rồi bà xã em làm gì? Dạ ở nhà đang còn chăm cháu nữa cho em. Chăm cháu hả? Dạ. Cháu nhiêu tuổi? Dạ đứa 3 tuổi, đứa 1 tuổi. Dạ chăm hai đứa nên em mới vô nuôi con dạ. Không? Hôm nay nó có ăn uống gì được chưa? Dạ sáng giờ có ăn cơm, uống sữa đồ, ăn bánh rồi. Em ở đây là 2 tuần là một mình em ở luôn hả? Dạ. Dạ biết sao. Rồi thí dụ như giờ chị hỏi nè. Thí dụ như giờ thì nãy Phong cũng có vô đứng ngoài ghi một chút xíu hình ảnh rồi bà con, thì thấy cái mặt nó cũng còn rất là coi như là nhìn là vô là cũng hết hồn á. Nhưng mà nếu như chị nói, nếu như mà nó không có duyên với lại bà con thì tiền đâu mà em trị bệnh cho nó nữa, mà em có tính sao không? Giờ em cũng chưa biết sao, thì có khả năng sao thì vậy thôi. Với em này là nó bị lâu dài đó, trị xong rồi về cho nó lành hết thật, xong rồi chú nữa y như mấy ca phẩm của anh Phong quay đó. Như mà con thấy là hoàn cảnh của vợ em Trung á, tới bây giờ là coi như là 2 năm rồi đó, nhưng mà chưa hoàn toàn là coi như là hết. Thì giờ không biết nói gì hơn, mình cũng cầu xin là những tấm lòng từ bi bác ái hỗ trợ cho bé đi. Thí dụ mình người lớn mình còn chịu không nổi á, chứ đừng nói chi trẻ con mới có 6 tuổi à. Thì mong bà con thương rồi chia sẻ, rồi mong bà con cũng là chia sẻ cái clip của Phong Nguyễn để giống như là cái sự việc này cảnh báo cho gia đình có trẻ em, lan tỏa nhiều vô
để cho bà con rồi các bậc cha mẹ nhìn thấy để mà cũng như là lưu tâm tới những đứa bé mà nó năng động. Nhiều khi nó hiếu kỳ, nó năng động, nó thấy vậy, nó cứ làm theo người ta mà nó không ngờ cái sự tác hại nó rất là lớn như vậy. Hiện giờ thôi Phong cũng xin bà con cô bác trao cho em xíu nào thì được mừng xíu mấy nha. Bây giờ mình cũng cố gắng lên đi. Dạ, giống khi nó về được về nhà mình ghé nhà nó mình xem thử. Thì bây giờ thì Phong cũng ghi được chút xíu hình ảnh rồi đưa lên cho bà con xem. Rồi nếu mà khi nào nó xuất hiện á, thì em cứ điện anh Phong đi. Rồi ra là anh Phong quay thực tế để cho bà con nhận thấy, rồi nếu mà có cái duyên, rồi cái phước của bé thì mong là có số tiền để cho nó trị lâu dài. Chứ bệnh bỏng này là lâu dài chứ không phải ngày một bữa. Thì mình cũng phải tâm lý trước vậy đi ha. Dạ. Tao cũng cố gắng lên nha cưng. Dạ dạ. Cố gắng lên xô rũ giờ biết sao giờ. Dạ. Ông bà cô chú ơi, hiện tại đang ở bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Thì cái ca ở đây thì người cha cũng cầu cứu là một cái đứa con đang bị bỏng khá là nặng 35%. Thì địa phương cũng đã xác nhận đã hỗ trợ phần nào đó rồi. Bên cạnh đó là cái bỏng á là nó đang bị nhiễm trùng nữa. Nên là Bông với ba má Tâm Ngọc là cũng xin phép giống như là quý mạnh quân để hỗ trợ gia đình phần nào đó để cho bé nó có sự sống. Tại vì cũng mong là những bậc làm cha làm mẹ giống như anh đây cũng chú ý con cái mình, thấy những cái đồ nguy hiểm mình cũng dẹp qua bên để tránh xảy ra đáng tiếc vậy ha. Thì thôi để em trích tiền quỹ để giúp phần nào đó ha. Đây thì có người chú của em là chú Nguyễn Thanh Cường bên Mỹ hỗ trợ gia đình là 500 ha. Với Phong Nguyễn cũng xin phép là chị Liên ở bên Úc hỗ trợ gia đình là 500. Với Phong Nguyễn cũng xin phép là gia đình Nam Hoa, Hoa Nam là gửi tặng gia đình là 1 triệu. Với Phong Nguyễn cũng xin phép là anh Di Thái, chị Thu Hà bên Mỹ hỗ trợ gia đình là 500 ha. Với Phong Nguyễn cũng xin phép là chị Hai của Phong hỗ trợ gia đình thêm 500 nữa. Với Phong cũng xin phép là chị bé Hai ở Lê Dung Đồng Tháp hỗ trợ gia đình là 500. Phong Nguyễn cũng xin phép là cô Huệ Tịnh ở Lê Dung Đồng Tháp hỗ trợ gia đình 1 triệu ha. Rồi tiếp thì Phong cũng xin phép là chị Mẫn Chương ở Mỹ hỗ trợ gia đình là thêm 500 nữa. Trước nhất thì Phong Nguyễn cũng xin phép quý mạnh thường quân là hỗ trợ gia đình bao nhiêu đó thì để cho bé nó có những cái liều thuốc kế tiếp ha. Cầu nguyện cho bé có sức khỏe nha. Cảm ơn với tất cả quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã và đang đồng hành với vợ chồng em và Phong Nguyễn để gửi yêu thương đến những hoàn cảnh bà con cô bác ở Việt Nam, những hoàn cảnh nghèo. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Đây là của chú Lê Khôi là xui của cô chú. Dạ. Cô ở bên Mỹ á, cũng xin trích 1 triệu để gửi cho con để có tiền lo cho bé ha. Giờ chồng em xin chân thành cảm ơn anh Lê Khôi rất là nhiều. Xin kính chúc anh sức khỏe bình an ạ. Còn đây là của chị Thanh Hà. Dạ xin phép chị Thanh Hà cho tụi em trích 1 triệu ạ, gửi cho bé. Thanh Hà là bạn của cô chú cũng ở bên Mỹ luôn. Dạ. Xin gửi công 1 triệu ha, để cho bé ha. Dạ xin chân thành cảm ơn má Thanh và chị Thanh Hà. Vợ chồng em xin kính chúc má và chị được sức khỏe bình an ạ. Còn đây là của bé Vi. Bé Vi. Con của chị Mẫn Trương là nãy có gửi cho con á. Dạ. Bé nó nhỏ lắm nhưng mà cái tâm bé đó rất là coi như từ bi. Trích 1 triệu của bé để gửi cho con ha. Để xin chúc mừng. Bé nó thương em bé lắm, thương trẻ em lắm, thấp trẻ em lắm. Cô chú cũng xin chân thành cảm ơn con rất là nhiều nha. Con gái yêu rất là khâm phục con, tuổi nhỏ mà tấm lòng từ của con rất là lớn. Chúc con là luôn coi như là xinh đẹp, sức khỏe và công việc của con là luôn may mắn và phát triển.
Còn đây là của chị Tina, bạn của chị Thanh Hà ở Mỹ. Dạ. Của chị Tina. Cảm ơn chị Tina rất nhiều nha, đã cùng chung tay với vợ chồng em để giúp cho hoàn cảnh của bé bị phỏng này. Chúc chị và gia đình được nhiều sức khỏe nha, và hẹn gặp chị ở Việt Nam một lần gần nhất. Dạ, để con một triệu nha. Dạ, xin chân thành cảm ơn chị Tina và coi như tất cả quý mạnh thường quân. Chị Tina ơi, chị có thấy là tụi em cũng rất là mong muốn được gặp mặt chị, mong mạnh thường quân thầm lặng giống như là tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, cũng coi như là tụi em rất là khao khát được diễn kiến những tấm lòng vàng. Xin chân thành cảm ơn tất cả con. Dạ, con cũng cảm ơn mấy cô, mấy chú và anh, mấy chị đã có lòng hảo tâm để cho giúp đỡ cho gia đình của con. Và con cảm ơn mấy cô, mấy chú ạ. Chúc mấy cô. Dạ, cô chúc mấy cô, mấy chú dồi dào sức khỏe và làm ăn sao? Dạ, làm ăn phát đạt. Làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Nãy nuôi bốn điện rồi không? Từ người ta cho kỳ vậy? Có chưa không? Chưa có. Ôi, một tháng cảm bác. Đây là của Tâm Hạnh. Cô chú con. Dạ, chú, dạ, rồi, chú, cảm ơn. Một chút quà nhỏ để gửi cho con nha, để dạ, cho con dạ, của mình. Dạ, 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 con cảm ơn cô chú. Thì, thôn bà cô bác hồi nãy giờ thì Phong Nguyễn cùng với ba má Tâm Ngọc cũng trao những phần quà của quý mạnh thường quân cho gia đình của anh tên Điện. Dạ, Thái. Quốc. Ủa? Thái là tên trong. À, anh Thái ha. À. Thì anh cũng cố gắng lo cho con cái rồi cũng cầu nguyện rồi nha anh. Dạ, dạ. Cũng chúc quý mạnh thường quân luôn có nhiều sức khỏe, luôn bình an, công việc luôn thuận lợi, và cũng cầu nguyện cho bé nó mau hết bệnh, về gia đình còn đi học nữa ha. Dạ. Rồi, chào ông bà cô bác. Dạ, dạ. Chào ông bà cô chú ạ.